xin chào tất cả các em học sinh đến từ mọi miền tổ quốc hôm nay thầy công sinh sẽ cùng với các em học một nội dung rất là quan trọng mà cái nội dung này rất hay xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia đó chính là nội dung nguyên phân và các vấn đề liên quan Vậy thì cái nội dung nguyên phân và các vấn đề liên quan này nó nằm trong chương trình lớp 10 nhưng nó lại hỗ trợ cho các em có thể học tập tốt cái phần di truyền của chương trình sinh học lớp 12 và vì vậy nó vừa là một cái kiến thức bổ trợ, đồng thời nó là một cái kiến thức chính thức để có thể có mặt trong các câu hỏi của đề thi trung học phổ thông quốc gia. Vậy trước khi đi vào chi tiết một số vấn đề thì chúng ta sẽ phải khái quát về nguyên phân và các đề vấn đề liên quan. Nhưng trước khi nói về khái quát nguyên phân và các vấn đề liên quan thì chúng ta nói về nhiễm sắc thể chúng ta biết rằng chúng ta biết rằng gen nằm dọc trên phân tử dọc trên phân tử adn và mỗi cái tế bào hay là mỗi cái tế bào nhân thực tế bào nhân thực như tế bào người tế bào cơ hó chẳng hạn tế bào thực vật vân vân thì nó có nhiều sợi ADN thẳng Đấy. Nhiều sợi ADN thẳng Mạch thẳng Chứ không phải là thẳng với cong ở đây đâu nhé Và mỗi cái sợi ADN mạch kép này Sẽ hình thành nên mỗi sợi ADN mạch kép Nó sẽ liên kết với protein Protein Để tạo ra một cái cấu trúc gọi là gì? gọi là nhiễm sắc thể, đấy, thế đấy. Và chúng ta thấy một cái điều như thế này. Để hiểu về nhiễm sắc thể thì chúng ta sẽ cần phải có toàn bộ, toàn bộ nhiễm sắc thể trong một tế bào đơn bội. Trong một cái tế bào, tế bào nào? Tế bào tinh trùng, đấy, một tế bào tinh trùng hay là một cái tế bào trứng thì người ta gọi nó là bộ đơn bội ký hiệu của nó là n ký hiệu của nó là n tất cả các nhiễm sắc thể trong trứng hay là tất cả các nhiễm sắc thể trong tinh trùng thì ta gọi là bộ đơn bội n và chúng ta biết rằng khi tinh trùng mà thụ tinh với trứng nó sẽ tạo thành hợp tử đấy hợp tử có bộ nhiễm sắc thể là hai n nếu như tinh trùng hay là trứng ta gọi là bộ đơn bội thì hợp tử ta gọi là bộ lưỡng bội Và từ bộ lưỡng bội này nó sẽ nguyên phân Hợp tử nó sẽ nguyên phân thành 2, thành 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 12, 1, 0, 2, 4, 2, 0, 4, 8, 4, 0, 9, 6, 8, 1, 9, 2, 16, 384, 32, trăm vân 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 và vân vân tạo ra rất nhiều các tế bào con. Và chính tất cả các tế bào con đó sẽ xây dựng lên một cơ thể trưởng thành từ một cái hợp tử phát triển thành mới cơ thể với hàng tỷ tế bào đó là dựa trên nền tảng của một cái quá trình gọi là quá trình nguyên phân về trạng thái tồn tại của nhiễm sắc thể trạng thái thì chúng ta sẽ thấy à, bộ trong cái bộ lưỡng bội ấy, trong bộ lưỡng bội thì có hai n nhiễm sắc thể gồm n cặp tương đồng nhớ là n cặp tương đồng nhớ nha chúng ta tưởng tượng như thế nào là cặp nhiễm sắc thể tương đồng cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng kích thước cấu trúc và trình tự của các gen trên đó thì ta gọi là cặp nhiễm sắc thể tương đồng thầy có một tinh trùng với năm nhiễm sắc thể Đấy, thầy có một tinh trùng thầy có một trứng năm nhiễm sắc thể hự một phát thầy có một hợp tử 2 n bằng 10 nhiễm sắc thể gồm cặp nhiễm sắc thể cái cặp nhiễm sắc thể giữa à, cặp nhiễm sắc thể trò cặp nhiễm sắc thể giữa cặp nhiễm sắc thể áp út và cặp nhiễm sắc thể út như vậy 2 n bằng 10 n bằng 5 n bằng 5 vậy mỗi nhiễm sắc thể đều có một chiếc tương ứng một chiếc có nguồn gốc từ tinh trùng hay là từ bố một chiếc có nguồn gốc từ mẹ hay là từ trứng đấy chính là nhiễm sắc thể tương đồng. Đây là một cái thuật ngữ quan trọng. Chúng ta cần phải hiểu thì chúng ta mới có thể nắm rõ được cái quá trình nguyên phân. Tiếp theo à, về trạng thái tồn tại thì nhiễm sắc thể nó sẽ tháo xoắn, tháo xoắn hoặc là co xoắn, co xoắn trong suốt đời sống các giai đoạn sống tùy cái giai đoạn sống của quá trình phân bào của quá trình sống của tế bào. Như vậy đấy là các giai đoạn sống của quá sống của tế bào ấy trong các giai đoạn của quá trình sống của tế bào thì nhiễm sắc thể của nó có thể tháo xoắn để phục vụ cho quá trình nhân đôi của ADN mà nó cũng có thể đóng xoắn hay là co xoắn để phục vụ cho quá trình phân ly của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào nó không bị rối loạn đứt gãy và gây ra đột biến. Thế thì về nhiễm sắc thể chúng ta cần phải lưu ý một cái thứ nữa, một cái điểm nữa đó là số lượng. Số lượng trong bộ 2n. Số lượng 2n là đặc trưng cho từng loài đặc trưng nó thể hiện như thế nào là mỗi loài có một cái số lượng có một cái bộ nhiễm sắc thể về số lượng đặc trưng ví dụ người 2n bằng 46 tinh tinh 2n bằng 48 cà chua cà độc dược lúa 2n bằng 24 ngô 2n bằng 20 gà bằng 2n bằng 78 cá chép 2N bằng 108 Rùi giấm 2N bằng 8 Đậu Hà Lan 2N bằng 14 Như vậy đấy chính là cái số lượng khá là đặc trưng Như vậy có những cái loài khác nhau nhưng số lượng nhiễm sắc thể giống nhau Vậy ở đây chúng ta có hai cái lưu ý Một là số lượng nhiễm sắc thể thì không phản ánh mức độ tiến hóa của loài Và hai là hai cái loài khác nhau có thể có số lượng trong bộ nhiễm sắc thể là giống nhau Sự khác nhau là khác nhau ở các gen, khác nhau về cấu trúc nhiễm sắc thể Đấy, đây là số lượng nhiễm sắc thể đặc cho từng loài Cái tiếp theo nữa Đó là gì? Đó là sự phân loại Phân loại thì chúng ta sẽ có nhiễm sắc thể Nhiễm sắc thể thường chứa các gen chi phối tính trạng thường ở, ở động vật ấy. Đúng không? Cái thứ hai đó chính là nhiễm sắc thể giới tính nhiễm sắc thể giới tính chứa gen chi phối giới tính chứa gen chi phối giới tính và chứa các gen quy định các tính trạng thường và các tính trạng thường mà lại nằm trên nhiễm sắc thể giới tính thì nó sẽ được di truyền theo một quy luật đó là quy luật di truyền liên kết giới tính mà sau này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái vấn đề chi tiết của cái phần này 1.2 chúng ta sẽ nói về nguyên phân nguyên phân thì nó như thế nào nguyên phân Gồm có cái giai đoạn đầu tiên là cái chu kỳ tế bào này. Chúng ta cần phải nhớ chu kỳ tế bào là tất cả những cái diễn biến trong tế bào từ khi tế bào được sinh ra cho đến khi nó sinh ra cái tế bào kế tiếp. Nó gồm có kỳ trung gian. Kỳ trung gian nó gồm 3 pha: pha G1, pha S và pha G2. Quan trọng nhất là pha S có sự nhân đôi của ADN dẫn tới nhân đôi của nhiễm sắc thể và như vậy là nhiễm sắc thể nhân đôi tạo ra nhiễm sắc thể kép đấy kỳ trung gian như vậy chúng ta tưởng tượng đây là cặp nhiễm sắc thể tương đồng đây là cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm hai chiếc giống hệt nhau về hình dạng kích thước thầy chỉ nói một trường hợp một cặp nhiễm sắc thể thôi nhé còn các cặp khác nó tương đương cặp trắng xanh và khi trải qua pha s của kỳ trung gian thì cặp trắng nó sẽ tự nhân đôi lên chiếc trắng nhân đôi lên để tạo thành nhiễm sắc thể kép gồm hai nhiễm sắc tử hay là hai chromatid đính với nhau tại tâm động và nhiễm sắc thể xanh cũng vậy xanh là từ mẹ trắng là từ bố như vậy chúng ta được cặp nhiễm sắc thể tương đồng kép và ở cái giai đoạn tiếp theo nguyên phân gồm có bốn kỳ gồm 4 kỳ đó là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Đấy, đầu, giữa, sau, cuối. Thế thì chúng ta sẽ tưởng tượng cái quá trình này nó diễn ra như sau. Ở kỳ đầu thì nhiễm sắc thể kép này bắt đầu co ngắn lại. Được chưa? Nhiễm sắc thể kép bắt đầu co ngắn lại. tại sao nó lại phải co ngắn lại bởi vì để đảm bảo nó không bị đứt gãy trong quá trình phân ly và ở kỳ đây là kỳ đầu và nó chuyển sang kỳ giữa thì nó sẽ xếp thành một hàng nhớ là xếp thành một hàng kỳ giữa nó co xoắn cực đại nhiễm sắc thể co xoắn cực đại và nó xếp thành một hàng nhớ là nó xếp thành một hàng thôi trên mặt phẳng xích đảo của thoi phân bào. Và lúc này một cái cấu trúc gọi là trung thể nó sẽ phát ra cái vi ống hay còn gọi là tơ vô sắc nối với tâm động. nối với tâm động. Và chúng ta tưởng tượng rằng đây là kỳ giữa. kỳ giữa. Và ở kỳ sau kỳ sau thì sao kỳ sau thì dưới cái lực kéo của vi ống này mà các nhiễm sắc thể nó sẽ bị phân ly phân ly về hai cực Đấy. và như vậy nó sẽ kéo về đây đây một cái đây một cái kéo và nó kéo về đây kéo kéo về đây và đây là kỳ sau nguyên phân kỳ sau nguyên phân có sự phân tách nhiễm sắc tử hay là phân tách chromatid tại tâm động và mỗi chromatid sau khi tách ra nó trở thành nhiễm sắc thể đơn và chính cái nhiễm sắc thể đơn này nó sẽ bị kéo về một cực của tế bào và ở kỳ cuối cùng ở kỳ cuối cùng nhân tế bào mới hình thành và chia tế bào này thành hai tế bào con. Mỗi tế bào con đều có một chiếc xanh và một chiếc trắng, một chiếc xanh, một chiếc trắng, một chiếc từ bố và một chiếc từ mẹ. Như vậy nó giống với cái nhiễm sắc thể ban đầu ở đây, đúng chưa? Như vậy, kết quả của quá trình nguyên phân nó như thế nào? Đấy, chúng ta sẽ thấy kết quả của nó như sau. Kết quả là từ một tế bào 2n ban đầu trải qua kỳ trung gian nó sẽ tạo ra tế bào có bộ nhiễm sắc thể là 2n kép. 2n kép trải qua kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối nó sẽ phân tách thành hai tế bào mỗi tế bào có 2n đơn, 2n đơn. Như vậy, chúng ta thấy rằng từ một tế bào 2n đơn ban đầu trải qua các giai đoạn của quá trình nguyên phân nó sẽ tạo thành hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể với số lượng giống nhau và giống với cái tế bào ban đầu. Đấy chính là cái kết quả của quá trình nguyên phân Nguyên phân nó có một cái ý nghĩa to lớn Đó là gì? Đó là cái nó tạo ra cái sự sinh trưởng cho cơ thể Từ một tế bào hợp tử nó có thể phát triển thành 2, 4, 8, 16, 32 vân vân Đấy là các tế bào con tạo ra nó có thể phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh cái thứ hai, nguyên phân chữa lành các vết thương. Và cái thứ ba, nguyên phân là cơ sở sinh sản của các loại sinh vật đơn bào động vật đơn bào cũng như là là cơ sở sinh sản của sinh cơ sở của sinh sản sinh dưỡng ở thực vật đấy chính là cái ý nghĩa của nguyên phân nhưng đời không như là mơ trong cái quá trình nguyên phân nó có thể xảy ra sự rối loạn nguyên phân rối loạn nguyên phân ở đây chủ yếu liên quan tới cái sự rối loạn phân ly của nhiễm sắc thể chúng ta tưởng tượng ở một cái thời điểm nào đó nếu cái tơ vô sắc hay là vi ống này không tơ vô sắc hay là vi ống ở đây không bị đứt, không hình thành. Thế thì cả hai cái chromatid ở đây hay là hai nhiễm sắc tử nếu cái sự bất thường nguyên phân xảy ra trên toàn bộ các nhiễm sắc thể kép thì nó sẽ tạo ra cái hiện tượng là gì? Tất cả không phân ly thì nó sẽ tạo ra một tế bào với bộ nhiễm sắc thể là 4N. Nếu sự bất thường xảy ra ở hai hay là nhiều cái nhiễm sắc thể thì nó có thể tạo ra những cái tế bào lệch bội, những cái tế bào 2n cộng một cộng một, 2n trừ một trừ một, hay 2n cộng một trừ một, hay n trừ một cộng một, vân vân. đấy là kết quả của cái quá trình nguyên phân bất thường. như vậy thầy đã trình bày lại cho các em toàn bộ những cái thông tin quan trọng bậc nhất về nhiễm sắc thể và diễn biến của cái quá trình nguyên phân cũng như là ý nghĩa của nó. vậy thì bài tập nguyên phân nó có những cái dạng bài tập gì chúng ta sẽ sang những cái lưu ý về bài tập. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung số 2. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái dạng câu hỏi và một số cái dạng bài tập mà nó có thể xuất hiện trong cái đề thi trung học thông quốc gia mà liên quan tới cái nội dung về cái quá trình nguyên phân. Thì chúng ta có thể khái quát hóa lại thành những cái dạng như sau. Thứ nhất là cái dạng câu hỏi lý thuyết. Câu hỏi lý thuyết thì nó có thể ở mức độ tương đối dễ. Dễ chỉ là nhận diện dạng nhận diện cái giai đoạn giai đoạn nguyên phân ở mức độ khó hơn một chút mức độ trung bình mức độ trung bình thì cái câu hỏi của nó có thể là tìm phát biểu đúng tìm phát biểu đúng trong những cái phát biểu Đấy. phát biểu đúng và ở cái mức độ khó hơn thực ra thì nó không không quá khó đâu là đó là đếm đếm các phương án sai hoặc là đúng sai đúng và đặc biệt là tìm bộ nhiễm sắc thể của tế bào con đấy, chưa? đấy chính là về mặt lý thuyết cái thứ hai về mặt bài tập về mặt bài tập thì chúng ta có thể có các dạng cũng có thể là có dạng khá là dễ thôi dễ đó là tìm số lần phân bào rồi tìm ở cái mức độ trung bình hơn đó là tìm nguyên liệu số lượng ấy, nguyên liệu nhiễm sắc thể nguyên liệu nhiễm sắc thể mà môi trường cung cấp nguyên liệu nhiễm sắc thể mà môi trường cung cấp cho cái quá trình nguyên phân và cái thứ ba ở cái mức độ khó. Khó thì có thể đó là những cái tính tính toán liên quan đến cái bất thường phân bào. Liên quan Để có thể giải quyết được những cái dạng bài tập về nguyên phân này thì chúng ta cần phải lưu ý một số cái công thức liên quan tới nguyên phân, công thức tính toán. công thức ở đây thứ nhất là từ một tế bào ban đầu trải qua k lần nguyên phân k lần nguyên phân thì nó sẽ tạo ra tạo ra nt là số tế bào sau k lần nguyên phân bằng hai mũ k này chưa nếu không phải là từ một tế bào ban đầu mà từ n0 tế bào ban đầu. n0 tế bào ban đầu thì số tế bào con nt sẽ bằng n0 nhân với 2 mũ k. Một công thức nữa là số nhiễm sắc thể số nguyên liệu nhiễm sắc thể mà môi trường cung cấp số nguyên liệu nhiễm sắc thể. Chúng ta sẽ có hai mũ k tế bào con tạo ra mỗi tế bào con có 2n nhiễm sắc thể trừ đi số lượng nhiễm sắc thể mà có trong một tế bào ban đầu là 2n nó sẽ bằng hai mũ k trừ đi 1 nhân với 2n đây chính là số lượng nhiễm sắc thể nguyên liệu mà môi trường đã cung cấp cho k lần nguyên phân của các tế bào và nếu ở đây có từ n0 tế bào ban đầu thì đơn giản thì chúng ta chỉ cần nhân với n0 nữa là chúng ta xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái bài toán, một cái ví dụ mà xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, chúng ta đến với nội dung bài toán đó. Chúng ta đến với một cái câu hỏi một cái bài toán khá là thú vị xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Nội dung câu hỏi như, như sau, một cái tế bào 2n trải qua một số lần nguyên phân tạo ra các tế bào con trong một cái lần nguyên phân của các tế bào con ấy, một tế bào có hiện tượng không phân ly nhiễm sắc thể tạo ra tế bào 4n. Các tế bào 4n này cùng với các tế bào 2n khác tiếp tục nguyên phân để tạo ra 240 tế bào con. Về mặt lý thuyết trong số 240 tế bào con có bao nhiêu tế bào lưỡng bội? Thế thì ở đây cái cách giải cho câu này thì chúng ta có thể có nhiều cách giải khác nhau. Nếu bạn nào làm một cách rất là chính tắc thì chúng ta có thể thấy từ một cái tế bào ban đầu nó trải qua A lần phân bào sẽ tạo ra hai mũ A tế bào con. Trong hai mũ A tế bào con này thì trong một cái lần nguyên phân thì ta sẽ có hai mũ A trừ một tế bào con. Nó sẽ nhân đôi một cách bình thường. Còn một tế bào con nó bất thường nguyên phân nó tạo ra một tế bào 4n để chưa và ở đây nó sẽ tạo ra 2 a 1 tế bào 2n như vậy tiếp tục trải qua b lần phân bào nữa ở đây cũng trải qua b lần phân bào nữa thì nó sẽ tạo ra hai mũ b tế bào đây là tế bào 4n và ở đây nó sẽ tạo ra hai 2 mũ A 1 nhân với 2 mũ B. Và chúng ta có tổng hai cái giá trị này bằng bao nhiêu? Bằng 240. Và đề bài yêu cầu là tìm cái số tế bào lưỡng bội chính là cái số lượng 2 nhân mở ngoặc 2 mũ A 1 đóng lại lên 2 mũ B nó sẽ bằng bao nhiêu? Đấy, đấy là mấu chốt của bài toán. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể lập bảng để tìm các giá trị AB. Đúng không? Lập bảng để tìm các giá trị AB. 240 nó sẽ bằng 15 x 16 Chúng ta có thể tách ra Như vậy nhìn vào cái sơ đồ khối này Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quá trình này nó khá là phức tạp Nó thể hiện như sau Từ một cái tế bào ban đầu nó trải qua A lần nguyên phân Để tạo thành hai mũ A tế bào con hai mũ A tế bào con này tiến hành quá trình nguyên phân tiếp theo Là lần nguyên phân thứ A cộng 1 thì nó sẽ tạo ra À, có một cái tế bào bất thường và tế bào này không phân ly nhiễm sắc thể tạo thành một tế bào 4n và a hai mũ a trừ một tế bào con được nhân nguyên phân bình thường nhân với hai lên và ở lần nguyên phân tiếp theo những lần nguyên phân tiếp theo là b lần nguyên phân tiếp theo thì rõ ràng đối với một tế bào 4n này trải qua b lần nguyên phân sẽ tạo ra hai mũ b tế bào con 4n và ở đây sẽ tạo ra hai nhân với hai mũ a trừ một nhân với hai mũ b tế bào con lưỡng bội 2n và tổng số hai cái loại tế bào này nó sẽ bằng 240. Và tất nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể giải cái bài toán này theo phương pháp lập bảng hoặc là phương pháp phân tích để tìm ra các giá trị a b. Nhưng ở đây, thầy muốn trao đổi với các em một cái kỹ thuật rất là đơn giản, đó là kỹ thuật morph. Kỹ thuật morph đơn giản, đó là kỹ thuật M O F M O M -O huyền. Mor. ở đây nó có cơ sở của nó. Cơ sở của nó như thế nào? Chúng ta tưởng tượng như sau. Điểm thứ nhất chúng ta cần phải căn cứ đó là tổng số tế bào con là 240 240 tế bào con, 240 nó gần nhất với cái giá trị 256 là một cái con số mũ của, uh, cái cấp số mũ của 2 Và 256 tức là tất cả các tế bào này trải qua 8 lần nguyên phân, được chưa? không thể lên đến 9 được bởi vì 9 nó sẽ lên tới con số 512 nó lớn hơn cái con số 240 rất nhiều lần. Như vậy chúng ta có thể coi rằng tổng số lần nguyên phân của tất cả các tế bào này là 8 lần nguyên phân. Nếu là 8 lần nguyên phân thì nó sẽ tạo ra 256 tế bào con theo một cách nguyên phân bình thường. Nhưng thực tế chúng ta chỉ thu được 240 tế bào con thôi, cho nên nó bị hụt hụt mất 16 tế bào con, 256 trừ đi 240 còn 16 tế bào con. Nguyên nhân để cho 16 tế bào con này không tạo ra là vì lẽ ra ở đây một tế bào này nó nguyên phân bình thường thì nó sẽ tạo thành hai tế bào con lưỡng bội, nhưng ở đây do nguyên phân bất thường cho nên nó tạo ra một tế bào con 4n và không tế bào con 2n và rõ ràng vì không có cái tế bào con 2n này trải qua các lần nguyên phân để tạo ra 16 tế bào con. Do vậy sự thiếu hụt 16 tế bào con này là do sự thiếu hụt cái tế bào lưỡng bội ở cái vị trí này. Như vậy, cái tế bào 4n này đã trải qua trải qua bao nhiêu B lần nguyên phân mà B nó tương ứng với từ 1 thành 16 tạo thành tức là 2 mũ 2 mũ 4 có nghĩa là gì? Cái tế bào 4n này trải qua B bằng 4 lần nguyên phân tạo ra 16 tế bào tứ bội được chưa? Một tế bào 4N nó sẽ trải qua nguyên phân 4 lần để tạo ra 2 mũ 4 bằng 16 tế bào 4N. Như vậy Tổng số 16 tế bào 4N cộng với các tế bào lưỡng bội khác để tạo ra 240. Vậy số tế bào lưỡng bội sẽ bằng 240 trừ đi 16 bằng 224. Đáp án của chúng ta là 224. Nói thì dài dòng như thế thôi. Còn các em vận dụng cái kỹ thuật này chúng ta phân tích trong đầu. Chúng ta tưởng tượng qua các bước. Bước thứ nhất, 240 sắp xỉ 256. 256 8 lần nguyên phân. 8 lần nguyên phân thiếu hụt nó tạo ra 256 tế bào con thiếu ở uh, thiếu hụt ở đây bị thiếu hụt 16 tế bào con là do một tế bào con không tham gia 4 lần phân bào và điều đó đồng nghĩa với tế bào 4n này tham gia 4 lần phân bào tạo ra 16 tế bào tứ bội. 16 tế bào tứ bội trong tổng số 240 tế bào con sẽ tạo ra 240 16 bằng 224 tế bào lưỡng bội. Đấy chính là các bước của kỹ thuật morph cái kỹ thuật này có thể ứng dụng cho những cái bài toán tính toán số lần nguyên phân khác để chúng ta giải quyết những cái bài toán khá là phức tạp nhưng mà chúng ta cũng có thể làm nó trong một khoảng thời gian rất là nhanh chóng đấy chính là cái nội dung bài toán có thể xuất hiện trong kỳ thi của chúng ta thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ khái quát hóa lại một số cái dạng toán khác nữa hoặc là một số dạng kiến thức khác nữa trong cái phần tiếp theo và như vậy chúng ta có thể nhìn nhận một cái tiến trình học tập của thầy từ cái kiến thức cơ bản này, kiến thức chung giống như cái khóa học Pen C của thầy. Và cái kiến thức luyện đề như thế này nó có mặt trong khóa học Pen Y. Và bây giờ thì chúng ta đến một cái giai đoạn nữa gọi là khái quát tổng hợp lại tất cả tất cả các kiến thức. Những cái đó nó lại có nhiều trong cái khóa học Pen M tạo thành một cái chu trình của giải pháp giải pháp Pen C I M. Chúng ta đến phần tiếp theo ngay sau đây. Như vậy là sau khi giải quyết xong cái bài toán kia bằng kỹ thuật Morph thì chúng ta sẽ đến với một cái nội dung thầy sẽ khái quát hóa lại những cái dạng phổ biến hơn tức là nó mở rộng hơn đối đối với những cái dạng toán kiểu như Đó là một số cái mở rộng của bài toán nguyên phân từ cái dạng bất thường toàn bộ nhiễm sắc thể bất thường sự phân ly của toàn bộ nhiễm sắc thể dẫn tới tạo ra tế bào tứ bội thì nó có thể xảy ra những cái dạng mở rộng là tính số tế bào không phải là 4n tạo ra không phải lưỡng bội tạo ra mà tính số tế bào 4n tạo ra sau cái quá trình đó hay là bất thường liên quan đến một cặp nhiễm sắc thể một vài cặp nhiễm sắc thể và liên quan đến số lượng nhiễm sắc thể trong một cái tế bào bất thường ở đây chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ như sau đó là một cái tế bào 2n bằng 20 tham gia nguyên phân tạo ra tế bào a và tế bào b tế bào a tham gia nguyên phân 4 lần ở lần nguyên phân thứ lần 4 Người ta đếm được tổng số 336 chromatids ở kỳ giữa. Đấy chưa? 336 chromatids ở kỳ giữa. Số nhiễm sắc thể trong một tế bào B. Dạ. Gọi là lườm rau gấp thịt. Món này họ uh, cho dữ kiện của A. Lại hỏi tế bào B. Rất là vi diệu luôn. Đúng không? Thế vậy thì giải quyết cái bài toán này như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải hiểu. Ở lần nguyên phân thứ tư. Tức là chưa kết thúc lần nguyên phân thứ tư và nếu kết thúc lần nguyên phân thứ tư thì 336 chromatid này nó sẽ chuyển hóa thành 336 nhiễm sắc thể đơn. Như vậy sau 4 lần nguyên phân sẽ có 2 mũ 4 bằng 16 tế bào. 16 tế bào mà có 336 nhiễm sắc thể đơn. Suy ra một tế bào một tế bào này sẽ có 336 chia cho 16 bằng 21 nhiễm sắc thể đơn. Ok. 336 chia cho 16 à bằng 21 nhiễm sắc thể. 21 nhiễm sắc thể tức là trong một tế bào của tế bào A ấy, có 21 nhiễm sắc thể mà tế bào gốc nó lại là 20 nhiễm sắc thể. Ở đây đã xảy ra rối loạn ở quá trình nguyên phân không phân ly một nhiễm sắc thể kép dẫn tới một tế bào dư nhiễm sắc thể là có 21 nhiễm sắc thể đương nhiên tế bào còn lại sẽ thiếu một nhiễm sắc thể là 19 nhiễm sắc thể vậy tế bào B sẽ có 19 nhiễm sắc thể đúng là tế bào B luôn đấy như vậy một cái câu hỏi nó có thể khó có thể không khó bằng cái câu trước nhưng cũng là một cái dạng toán mở rộng để thấy rằng những cái dạng bài toán này nó rất là đa dạng nếu chúng ta nắm được những cái dạng toán bài toán gốc thì chúng ta và cái kiến thức gốc thì chúng ta có thể giải quyết rất nhiều các dạng bài toán đấy như vậy toàn bộ cái phần này thầy đã trao đổi lại với các em những cái kiến thức về cái quá trình nguyên phân và những cái vấn đề liên quan và giải quyết một số cái dạng bài toán về nguyên phân và những cái bất thường nguyên phân hy vọng là các em hiểu được cái bài này và chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau trong những cái nội dung các bài kế tiếp và thầy rất là hy vọng sẽ được đồng hành cùng các em trong năm học kế tiếp để hỗ trợ cho các em những cái kiến thức và giúp cho các em đạt được cái kết quả tốt nhất trong các kỳ thi giúp cho các em có thể đỗ vào các trường đại học mà các em mong muốn xin chào và hẹn gặp lại các em